Hôm nay mình cho bạn một cái bí mật của người thành công để cho các bạn làm sao để tiếp xúc được với họ nha. Đối với cái những người thành công á, rực rỡ rồi các bạn thì rất là khó, nhưng mà những người bắt đầu thành công thì bạn có thể tiếp xúc được với họ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Mình là Michael đây. Thì theo các bạn á, như các bạn biết á, những người thành công thì rất là khó tiếp xúc. Tại vì sao? Thì bạn phải có cái lịch hẹn đối với họ rất là lâu, và nhiều khi bạn hỏi họ, họ không trả lời, và nhiều khi bạn bạn muốn tiếp xúc với họ, họ không có thời gian để trả lời các bạn. Họ làm những cái video nhưng mà thật sự họ không có thời gian để trả lời tất cả các bạn được. Thì mình chỉ cho các bạn cách. Thứ nhất á, bên phần mô tả của họ đó, thứ nhất là bạn hãy xem video của họ thường xuyên, và bạn comment, cố gắng comment đầu tiên, coi video xong rồi hãy bấm chuông á, để cho họ ra video là bạn coi, ra video coi ngay lập tức và xong comment đầu tiên đó các bạn. Ráng cố gắng comment đầu tiên, comment càng nhiều càng tốt. Đó, comment cho họ biết như vậy, liên tục khoảng 10 cái. Rồi bên dưới thì họ sẽ có email, rồi có website, hay là có những cái connect ở trong social network, các mạng xã hội á. Họ có Facebook thì kết nối với họ Facebook, bạn có người ta có Twitter, người ta có LinkedIn, người ta có Zalo, người ta có Viber, người ta có cái gì bạn liên lạc với họ cái đó các bạn. Hãy cố gắng cho họ biết bạn thật lòng muốn connect với họ, muốn kết nối với họ để chia sẻ, để bạn họ được học hỏi từ bạn. Đó, hoặc là bạn học học hỏi từ họ thì bạn hãy cố gắng. Tại sao những cái người mà nhìn các bạn nhìn thấy họ bắt đầu thành công, hoặc bạn họ sẽ sắp thành công, bạn dễ dàng tiếp xúc với họ hơn những cái người mà đã là celebrity rồi các bạn. Những người đó là người ta rất là nổi tiếng, là bạn khó tiếp cận lắm. Bạn muốn tiếp cận với họ bạn phải qua quản lý của họ. Trước khi bạn qua quản lý của họ bạn phải qua rất là nhiều cái level nữa. Họ rất là nhiều fan hâm mộ. Thì mình nói với các bạn đó, con người mình có bốn chữ S, trải qua bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là survival. Survival là giai đoạn tồn tại, bạn phải tồn tại được. Bạn không tồn tại được, bạn không vượt qua cái giai đoạn này làm sao mà bạn làm gì được các bạn? Bạn không còn sống nữa thì làm sao mà thành công được? Tồn tại trước các bạn, là phải cơm áo gạo tiền á, là để cho sống được đó. Survive. Cái thứ hai là security, là để an toàn, có nghĩa là không cần tiền nữa thì mới ra qua giai đoạn security các bạn. Có nghĩa là cũng cần tiền nhưng mà không có cần depress, không có cần đến khủng khiếp đến nỗi mà luôn luôn là phải cần tiền. Đó, có nghĩa là bạn qua cái giai đoạn đó bạn có dư tiền, có của ăn của để rồi đó các bạn. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn success. Success là giai đoạn thành công, mà giai đoạn thành công này cũng là bình thường thôi. Là thành công bình thường thôi, có nghĩa là bạn bắt đầu vào cái con đường là tự bạn gần như được tự do tài chính, và bạn có thu nhập thụ động này nọ, là có được cái success. Cái giai đoạn thứ tư gọi là significant, là cái giai đoạn này là bạn thành công rực rỡ nè các bạn. Đó, lúc đó thì bạn mới 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 rất là khó tiếp xúc các bạn. Thì đó, mình nói các bạn, khi mà bạn biết được cái người mà đang ở giai đoạn giữa của giai đoạn 2 và giai đoạn 3 nè. Giai đoạn 2 và 3 là giai đoạn mà vừa qua khỏi security rồi bắt đầu lên success á. Bạn chơi với họ, bạn coi những cái người này, bạn tập trung bạn chơi với họ, rồi bạn biết những người này sẽ trước sau gì họ cũng đi lên tới giai đoạn significant nha. Đó các bạn. Và cái bí mật nữa cho các bạn đừng có quên là hãy 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 trao giá trị trước cho họ, trước khi bạn muốn họ làm cái gì cho bạn. Các bạn hiểu ý mình nói không? Nếu mà họ tư vấn cho bạn, hay là họ làm bất cứ cái gì cho bạn, muốn họ trả lời câu hỏi của bạn hay sao đó nữa, thì bạn hãy trao giá trị. Hãy trao giá trị đây có nghĩa là bạn vào thường xuyên comment video nào của họ, bạn cũng comment. Rồi bạn coi cơ bản học được cái bài học gì thì bạn để lại comment. Rồi bạn chia sẻ cái video cho người ta trên tường của nhà các bạn. Bạn kêu gọi những người thân của bạn vô xem. Rồi bạn làm cái gì bạn 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 làm hết đi. Rồi sau đó bạn sẽ email, bạn chân thật bạn nói cho họ biết là bạn đã làm những cái điều như thế này. Và hãy cố gắng hết sức để bạn trao giá trị cho họ. Họ thấy bạn là một người có giá trị. Bạn là một cái người muốn thành công. Bạn là một cái người có chí tiến thủ, bạn là cái người như vậy như vậy như vậy, thì họ sẽ sẵn sàng giúp bạn, và họ sẽ cho bạn cái cơ hội. Bạn làm một cái video giới thiệu về bạn cho họ biết thì họ sẽ cố gắng, họ sẽ giúp bạn thôi các bạn. Những người thành công họ thường thường muốn những người khác thành công chung với họ, chứ không phải là họ chỉ muốn họ thành công và những người khác. Những người nào mà muốn đạp người ta xuống để mà đi lên không phải là những người thành công các bạn. Nó là những cái người gọi là cái gì các bạn? Các bạn
để lại comment bên cho mình bên dưới để coi những người đó là những người như thế nào. Những người đó không phải thành công là những người thành công các bạn. Những người đó mình nói rất là feel sorry cho họ luôn. Ôi, bên ngoài đang mưa nè các bạn. Đó, các bạn hãy cố gắng hết sức để các bạn có thể chơi được với những người này để các bạn có thành công, có được những sự thành công như họ. Rồi, ok, mình chia sẻ cho các bạn những cái bí mật rồi đó. Các bạn hãy trao giá trị cho họ trước, rồi sau đó các bạn mới nghĩ đến chuyện làm quen với họ, tiếp xúc với họ, rồi hẹn họ đi cà phê, cà pháo. Rồi sau đó họ sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức để cho các bạn có được sự thành công. Và trước khi muốn tiếp xúc với họ thì đã làm được những cái gì cho họ trước rồi thì hãy tiếp xúc với họ. Và còn nữa, khi mà gặp họ rồi, cố gắng hỏi họ: em có thể làm gì cho anh chị để có thể giúp cho anh chị thành công hơn? Em có khả năng làm gì cho anh chị? Anh chị có gì có thể cho em tham gia được không? Đó các bạn. Bạn hãy trao đi giá trị của các bạn. Tức bất cứ bạn có sẵn sàng, nếu bạn sẵn sàng làm, họ sẵn sàng nói ok, bạn có thể giúp mình làm cái này, liên lạc với người này, liên lạc với người kia, hoặc là bạn có thể đi phụ mình làm cái này làm cái kia để phát triển cái thương hiệu rồi này nọ. Bạn hãy làm một cách không vụ lợi, bạn làm mà được cái hỏi, ok tôi làm như vậy được cái gì? Bạn làm như vậy được nhiều thứ lắm các bạn. Thứ nhất là bạn phát triển được cái bản thân của bạn. Khi bạn giúp được một người này làm cái việc gì mà bạn đã làm giỏi rồi thì bạn tăng cái level giỏi của bạn lên. Cái đó. Nếu mà bạn chưa làm được cái đó thì bạn sẽ đi Google hoặc là bạn đi hỏi người này người kia, bạn có cách để bạn làm hết. Chỉ có điều bạn có muốn hay không thôi. Ok, các bạn hãy take action, hãy hành động đi các bạn thì bạn mới thành công được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.